anh Quang Jumbo bị bắt rồi đấy chú Tiến. Quang Jumbo thì sinh năm 84 thì bị bế là cái chuyện đương nhiên, Pháp thì bị bắt là cái chuyện hiển nhiên thôi, chứ còn không những là Quang Jumbo bắt mà còn nhiều thằng khác đã bị bắt, đang bị bắt và sẽ bắt nếu như còn phạm pháp nhá. Chả có cái gì mà mình phải quan trọng, thằng Quang nó là một con người như là cái gì mà ngang với tuổi mình thì mình gọi là ông tôi cũng được, nhưng cái nào là bây giờ không chơi bời với nhau thì cứ gọi là anh cho nó lịch sự, theo cái phong theo cái kiểu gọi là bên Tây Âu ấy nhá, cứ gọi là anh tôi đấy nhá. Hóng Tiến bị bắt, ok Mạnh Đức, tao cũng hóng bố mày, nặng bố mày chết rồi nhá. Anh Tiến sắp lên đường chưa? Anh tí nữa là anh lên đường về nhà em nhé. Còn nếu mà lên đường để mà đi tù thì anh ngày anh lên đường là ngày bố em cảm mà chết luôn đấy nhá em ạ. Khả Năng 1500 là công an đang xem đấy. Ừ, các đồng chí công an, các đồng chí nhiều việc lắm. Ở đâu mà đi xem một cái thằng như mình nhá. Lanh quanh bán dăm ba cái bộ bài, vài ba cái bát đĩa, bạt bàn bát đĩa, cờ bạc. Có cái gì đâu mà mình có phải là tội phạm gọi là tổ chức công nghệ cao hay là gọi là tổ chức tội phạm hoạt động theo băng ổ đĩa hay là gọi là buôn bán ma túy đâu mà các đồng chí phải theo dõi làm gì nhiều. Bỏ nghề lừa bịp người ta đi. Tôi chả bịp bố con thằng đéo là cả. Bây giờ ông nào đi đánh cờ bạc cái là biết ngay là đang là úi giời lại bị bịp rồi. Thế là thôi đéo đánh nữa. Ờ đúng, thế là được. Anh Tiến sinh năm bao nhiêu để khi nào bắt thì em đánh nô. Em cứ lấy tuổi bố em ra đấy. Anh bị bắt là là ngày bố em chết đấy, từ lấy tuổi bố ra mà đánh mẹ mày, cuộc sống là mày không mong cái điều tốt đẹp đến cho nhau thì thôi, mày toàn mong cái việc là bị bắt mới bớ mới đi tù đi tội đi đùa. Con người mày đầu óc mày chỉ nghĩ đến cái chuyện bắt bớ tù tội là tự dưng là mày cảm thấy mày đã rẻ mạt đi rồi nhá. Đang trao nhau những cái lời yêu thương của cái ngày nghỉ cuối tuần chủ nhật, 2000 người, hơn 2000 người đây mẹ toàn nói chuyện tù tội thế mới khổ đùa. Anh bán đồ bịp không sợ bị bắt à? Anh bán đồ bịp thì là tội gì mà bị bắt đấy không? Đây là ông cứ nói là bán đồ bịp, những cái đồ đấy nó bịp được hay không? Và nó bịp ấy, để mà cấu thành được cái tội bịp ấy nhá, thì nó phải là như nào? Nó phải là gì? Có người đi bịp, đấy chưa? Đấy là gì? Đấy là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì nó phải cấu thành cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được. Còn bây giờ ở chợ nó bán dao ở chợ nó bán đầy kìa. Mà cái tiệm nào nó chả bán dao. Thế bây giờ một thằng nó cầm con dao nó đâm chết người khác cái thì lại quay ra là định bắt thằng bán dao à? Không có nhá. Bộ bài bình thường này, tạp hóa nào cũng bán đây này nhá. Bộ bài này. Đang chờ thằng em đi chạy về mắt chố môi thâm thì bố mày làm nghiện luôn chứ không có cái gì mình nghĩ ngợi cả. Bản thân tao là thằng bán đồ cờ bạc bịp và đúng ra người ta còn phông ảnh phải giữ cái uy tín, nhưng mà nói thẳng ra này, với tao là đồ bán nó là quá ok rồi, nó là cái uy tín của 10 năm nay rồi. Nên là người ta không ngại vấn đề là mình phải giữ cái thể diện hay là uy tín làm cái gì chứ mệt người ấy cả. Uy tín nó là gì? Nó là bằng thương hiệu rồi, không có gì phải nghĩ ngợi nhá. Nên là tôi có nghiện này, có chết chăng nữa thì hệ thống Tiến bịp bán đồ cờ bạc này nó vẫn cứ là uy tín thế thôi. Mắt mũi thâm nắm, ok. Nếu như mà tôi tắm ấy, mà tôi cạo đầu ấy, thì là cạo cả mặt, ngày nào cũng là như vậy. Thế nên là một hôm rồi mà không cạo mặt ấy, hoặc là không cạo đầu ấy, thì là lông mặt nó mọc lên này, bao giờ nó cũng rất là xám nhá. Nên là nhiều ông không hiểu lại cứ tưởng là mặt xám với môi thâm này kia mới mặt trông sạm lắm này. Ông Putin tự cạo mặt cái nó lại trắng tinh ngay nhá. Địt vẽ con người ta bây giờ mặc áo thì các ông lại bảo mày cứ phải văn văn vở vở giả vờ làm cái gì nó cũng chửi được. Không mặc áo thì nó địt mẹ cứ khoe hình xăm làm cái gì. Thế này như nào? Thế là cái xã hội này bây giờ thế nào mới được hài lòng các bố các mẹ? Cứ về bên xe của tao đấy, anh bế về nhà anh luôn nhá. Cất gọn ở một chỗ luôn, ngồi yên góc. Anh Tiến 35 tuổi mà cứ như tuổi 25. Ơ thế đời đi. Cuộc đời là mình phải vui nhá. Mình cứ phải là, mà tính tôi là tôi chỉ thích chơi với trẻ con thôi. Tức là cái loại thanh thiếu niên mới lớn ấy nhá. Toàn những ông tướng, ông tượng ấy. Này, cái tâm hồn của các bạn ấy, tâm hồn của các bạn ấy ok luôn. Các bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ là cuộc đời vẫn cứ đẹp sao. Và lúc nào cũng nghĩ mình là chủ tịch, mình là ông tướng, mình là mẹ bố đời nhá. Nên là không bao giờ đời nó phải buồn đời. Anh có bịp được máy bắn cá không? Anh bịp được máy bắn cá nhưng mà máy bắn cá nó lại lừa mẹ nó anh. Đấy, thế nên là cứ anh bịp nó là nó lại lừa anh. Thông đêm rồi, thế tài. Mà ngày đéo nào nó lừa mình một cái động tác như vậy, mà một cái bài như vậy mà mình vẫn cứ bị nó lừa. Thế mới tài. Mẹ tổ sư nữa. Mẹ nó lừa thông đêm. Đầu gỗ bỏ thuốc gà vẫn hút chứ. Bây giờ tôi nói công ma túy thì là mình không chơi nữa rồi. Bây giờ còn mỗi cái mẹ mình đi thuốc ná mà mình cũng bỏ lốt thì đời thằng đàn ông còn cái gì nữa đâu. Chưa? Xưa các cụ nói rồi là trai vô tiểu như kỳ vô phong.
Nhưng mà bây giờ thì nhà mình rượu thì bây giờ toàn nó có phải tửu đâu, rượu bây giờ nó là toàn rượu 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 đéo gì nhá, nên là nó không 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 ăn thua. Cho em xin số điện thoại với 0983 9444, đấy là số điện thoại về cờ bạc bịp. Còn cần liên hệ về vấn đề tình cảm, hỗ trợ về tình dục thì là Zalo 0977053019. Bây giờ tôi cũng chỉ là một cái thằng gọi là đàn ông đang cái độ độ tuổi trưởng thành, đang phải làm ăn kiếm tiền nuôi một vợ và hai con. Thế bây giờ mà tôi lại béo tốt ngồi lại trông tướng tượng nữa thì bế đi luôn. Như ông nào mà cứ đẹp trai ấy mà trông có vẻ da dẻ hồng hào chưa, nói chuyện toàn cười theo kiểu gọi là đắc thắng ấy, toàn cười theo cái kiểu gọi là ý là mình là một doanh nhân thành đạt ấy, kiểu gì thì kiểu 3 ngày bế đi luôn, cất luôn, cất gọn góc. Anh có gái gú gì không anh? Em có chị gái không, đưa thử biết ngay. Ok, chào em niềm tin nhá. Một bộ quân nón bao tiền? Bộ quân nón là 2 triệu em ơi. Rảnh về bến đụm làm trận sóc đĩa anh ơi, anh Tiến mõm ơi. Tiến thì được chứ còn mõm thì thử cái biết ngay mà. Mày cứ thử cái nó có biết mõm hay không luôn mà. Bây giờ tao có tuổi rồi, đi cà nhau này. Đi cạo mặt đi anh, lỗ chân lông to quá. Đúng rồi em ạ. Ngày nào mà chả phải phải cạo, nên là một hôm không cạo thôi là cái tuyến mồ hôi của mình nó tiết ra và cái bụi bẩn nó bám vào cái là mặt nó sạm ngay nhá. Bán đồ bịp mà đòi có uy tín, cái bây giờ là bán cái gì mà chả có uy tín? Bịp là bán đá mà phải có uy tín chứ, đừng nói gì bán đồ bịp nữa. Đá là đá chứ không phải là mình chính nhá. Các con vợ giúp chia sẻ kinh khủng nha. Tôi livestream ở cái kênh Tin Bịp này là bao giờ là lượng người xem nó cũng đông, là bởi vì là có một cái nhóm, mình xây dựng một cái nhóm đội ngũ trả lương cho anh em nó luôn, là cứ livestream cái là các bạn đây là tự động là chia sẻ luôn, không cần phải là kêu gọi mời chào y hới đéo gì cả, thấy chưa? Tự động chia sẻ cả kênh YouTube cũng vậy. Ngày nào cũng cạo mặt nhìn đẹp trai, lúc chưa cạo thì rõ ràng. Nhưng mà bây giờ sống với anh em ở trên mạng xã hội thì mình cứ sống thật con mẹ đi nhá. Ô mày đầu bù răng bựa chưa, nó cứ thực tế đi chứ không cần phải là đi à, mày setup mày gọi là make up các kiểu trông nó uy tín hoành tráng, bắt đầu nói toàn rồng với phượng, đến khi hỏi vay 5 lít cái là đi mẹ mà cháu chịu ngay. Úi giời ơi, không có đâu, xã hội bây giờ mày dăm ba cái hình ảnh thùm bay mới gọi là hình ảnh đại diện, nên nó để chả để làm cái gì cả. Hồi em trong lính nhiệm vụ đợi mãi phụ cấp mua được túi 4 thì dính nó mang cho muối đó gì chả? Mày nó mang cho muối nó còn đỡ đấy, anh nắm pha nó còn mẹ đưa cả thủy tinh vào khò mãi nó không không cháy, cứ bổ đồ nó bền, mẹ mà cống nó dày ê bố áo mẹ. Nay nhìn khá là bảnh à. Thật đấy, làm trông cái cảnh gọi là đầu bù răng bựa đi chứ thì dễ sống. Mà mình có cái gì đâu mà bản thân là cũng là cái thằng gọi là lang thang chô cô bay chứ. Sao cần phải đánh phấn bôi son làm gì cho đời nó thì nó gọi là tên là khất rồi thì. Hello. Đầu gốm này gắt thế vui mà có gì đâu mà gắt. Ok, Trần Kim Trọng. Quả lúc này nó cũng là thuộc dạng tướng ấy, nhưng mà nó là tướng cướp con mẹ rồi. Tướng này là tướng mất đi rồi, tướng tượng rồi. Cái đồ nói phép. Ô, thế bây giờ cái thằng Dương Nhật này, bây giờ tao nói thật thì mày cũng bảo là không tin, thế là nói phép thì mày lại bảo là tao nói phép, thế là như thế nào thì mới hài lòng. Em chào anh Khức nhé. Ơ, chào em Đức. Thế anh chính xác anh tên là gì? Tên là Khớp. Địt mẹ. Trong cống còn tí nào không anh ơi? Bây giờ anh chơi cái dạng này là dạng nuốt luôn rồi, không cần phải là cống khò khiếp mất thời gian này mà nuốt luôn.
Anh Tiến ở đâu, em muốn solo với anh Tiến 30 triệu một ván. Ok, về đây. Chuẩn dân anh chị Quế Lâm. Ok, Tú Cô Bin nhá. Anh này không phải dân anh dân chị nào cả, nhưng mà đừng đưa cơ quán vào đây em ạ nhá. Cứ đá bắt cơm nhau biết nhau ngay ấy mà. Chào chủ tịch. Ok, Bùi Quang Vinh. Mắt hôm nay đỏ thế anh? Đỏ là vì hôm qua không ngủ thế thôi, ông hỏi câu hơi thừa. Idol càng ngày càng nắm được xem. Lượt xem này là chắc là chúng nó chia sẻ nhiều ấy, toàn cái bọn chắc là răng bô nhê ở bên nước ngoài xem là nhiều ấy. 2k view thì chắc càng đến là 1k rưỡi là toàn mấy gọi là trẻ em dưới tuổi vị niên ở gọi là Cambodia, mấy gọi là nào xem thôi, chứ còn ở Việt Nam chắc ít xem. Phúc Lê Vinh bạn à. Nghiện thì nó là dở rồi, nghiện là dở rồi. Ok Nguyễn Tuấn,